Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ythien TV trong phần chơi Minecraft RL Craft. Chúng ta đang ở cái căn cứ nhỏ bé xinh xinh của mình và vô cùng ấm cúng để có thể chuẩn bị cho một cái chuyến đi thám hiểm ở ngoài biển. Và ta sẽ cần phải chuẩn bị thứ gì? Đó chính là một thứ giúp chúng ta có thể thở ở dưới nước. Bây giờ ta hãy chuyển sang góc nhìn ở bên đây. Để có thể thở được ở dưới nước, mình sẽ cần phải chế tạo một cái sợi dây chuyền và nó tên là Stone of the Sea. Thì công thức của nó không khó, nhưng mà cái quan trọng là prismarine. Có prismarine hay không? Chúng ta có prismarine shark chứ không phải là prismarine crystal. Như vậy là không làm được. Mà không làm được thì làm sao tôi xuống biển đây? Cái này giúp chúng ta có thể di chuyển nhanh ở trong nước và chúng ta sẽ không cần phải lo đến chuyện là phải thở nữa. Chúng ta có thể thở dưới đó luôn. Ôi nguy hiểm quá vậy. Giờ chúng ta không xuống dưới được, chúng ta cứ phải ngoi lên, xuống cái phải ngoi lên. Nó không có làm được gì hết trơn hết á. Thôi chắc để mình cầm theo đồ một cái. Ở đây nó cần 4 cái ingot và 4 con cá. Thì cá ở ngoài biển chắc dễ kiếm, không khó đâu. Chúng ta chỉ cần cái crafting table đi theo thôi. Giờ nhìn vô mớ này thì có rất nhiều bao bồ luôn. Và có nhiều thứ đặc biệt lắm. Thì có những cái quan trọng nhất á, thì chúng ta sẽ chế tạo. Còn những cái như là mấy cái nhẫn, nó có cái ring of resistance. Cái này chúng ta có đủ emerald chưa? 28 là làm được rồi. Nhưng mà mình vẫn thích là có strength hơn. Có strength giúp chúng ta đánh mạnh hơn. Và bây giờ chúng ta có thể nâng cấp được cái khu vực combat lên nữa chưa? Giờ mình nâng này là tới 41 cấp độ lận. Và bên đây thì 23 cấp độ, giúp chúng ta được cứng cáp hơn nè. Còn không thì chúng ta có thể nâng qua bên đây. Bên đây Magic chúng ta cũng có thể nâng cấp lên thêm. Và Magic nâng cấp lên đi. Nâng được 2 lần. Và xem thử chúng ta có thể xài được trái tim chưa. Bấm. Không được. Không thể nào sử dụng được trái tim. Như vậy là nó không cho chơi rồi. Tim như vậy là đủ rồi thôi sao? Kỳ vậy. Tôi cần nhiều tim hơn nữa. Cần phải 50 trái tim luôn. Chứ gì mới có 20 mấy trái tim đã dừng lại. Và ta hãy thử tháo cái này ra một phát. Rồi bấm. Vô. Cũng không được luôn. Bấm ship. Làm đủ trò hết trơn luôn. Cũng không được. Như vậy chúng ta chỉ có thêm được 1 hàng tim nữa mà thôi. Giờ muốn có thêm 1 hàng nữa chắc là phải tới từ đồ đó. Bây giờ mình cũng đã hết cái phần Green Dragon Scale rồi. Cho nên chúng ta không thể nào sửa được bộ đồ này. Bộ đồ này nó có cái điều chỉnh nhiệt độ, cho nên mình mới phải sửa. Còn không mình làm bộ mới cho khỏe rồi. Bây giờ chúng ta ra đây. Mình đang sử dụng con chim này tạm thời thôi. Tại vì cái con kia nó bay nhanh quá, nhiều khi khiến cho máy không kịp xử lý, làm cho chúng ta bị crash. Cho nên mình bay cái này, nó chậm hơn chút nhưng mà vẫn bay được. Giờ chúng ta đi qua chỗ cái Waystone. Thì trong tập trước chúng ta phát hiện một cái cây nó nằm ở ngoài biển. Nó sát cái bờ biển luôn. Cái chỗ đó rất là đẹp. Có thể là mình sẽ chọn nơi đó để trở thành căn cứ chính đó. Tại vì cái cây bên đây á, mình thấy là nó bị dướng ngay cái khu vực đồi núi mà lúc đó tuyết bao phủ một lum hết trơn đó. Không có đẹp chút nào hết. Và ta hãy bấm qua đây. Mình đã có đổi tên cái ngôi làng ở tại đó lại một chút để chúng ta có thể dịch chuyển cho nó dễ. Và ta hãy triệu hồi con pet ra đây lại. Bấm teleport một cái là nó sẽ dịch chuyển tới chỗ mình. Ở đây chúng ta chưa có đi coi trong nhà của thợ rèn có gì nè. Ui da, té xuống mất máu. Và có được sắt với lại một cái áo giáp. Rồi leo lên. Ở trong kia thì bữa vô cái thất vọng không có gì đặc biệt hết trơn hết á. Và bên đó, cái chỗ đó chắc là có gì đó đặc biệt lắm đó nha. Và chỗ này chúng ta vô ngó thử coi. Wow, gỗ kìa. Như vậy là chúng ta sẽ không cần phải lo tới chuyện là đi chặt cây hay là trồng cây nữa rồi. Tại vì gỗ quá chừng gỗ luôn. Qua bên đây, leo lên con chim. Chim ơi. Rồi, ấy khoan. Bây giờ mình sẽ cần phải múc nước một cái. Trước khi đi thì chúng ta cần phải múc nước để chúng ta có thể có nước uống. Và uống miếng nước coi. Purify water. Nước phải sạch uống mới được. Rồi coi hướng. Mình sẽ cần phải hướng về biển là hướng này. Đó. Ra biển nha ha. Qua hướng bên này. Chúng ta hướng ra biển. Và bay ra biển. Ngôi nhà đó chắc không có gì đâu. Ngôi nhà đó rất là bình thường thôi. Và đây là con Hippogriff. Qua bên đây. Chúng ta thấy mấy con Hippogriff đang bay ở trên đó. Và bên dưới đó có một cái con tàu. Các bạn thấy không? Và đằng này. Hôm bữa chúng ta thấy có cái gì đó ghê ghê lắm đây đúng không? Bây giờ chúng ta ra ngoài đó. Và các bạn có thấy đằng đó hay không? Đó. Đừng. Các bạn biết cái đó là cái gì hay không? Cái đó là nàng tiên cá. À, nàng tiên cá. Nàng tiên cá. Nàng tiên cá nó muốn ăn thịt mình. À, con tiên cá gì mà nhe răng ra ghê vậy hả? Tiên cá gì nhìn khủng khiếp quá vậy? Sao ghê quá vậy hả? Nhìn thấy gớm chưa? Và nó rớt ra cái gì? Ui, thấy một nàng tiên cá nữa. Và đó là cái bóng ma của nàng tiên cá thôi. Và cô nó bơi bên dưới kìa. Ôi, nàng tiên cá gì mà nhìn khủng khiếp quá vậy? Tại sao răng ghê vậy? Và chúng ta đã có được prismarine crystal. Quá đã luôn. Màu trống bơi lên. Còn nàng tiên cá nữa không? Tìm thêm một nàng tiên cá nữa đi. Và cái con chim nó bay qua bển rồi. Giờ để leo lên trên này một cái. Và có cái tàu bự dưới vậy ta. Chim ơi, qua đây chim. Để mình teleport nó lại một cái. Rồi ở đây chỉ có hai nàng tiên cá mà thôi. Và chúng ta qua bên cái tàu. Cái tàu này là... Ủa sao bị chìm mất rồi? Ủa tàu gì kỳ vậy? Tàu gì bị chìm hết trơn rồi. Ui da. Quên nhảy xuống kiểu này nguy hiểm quá. Bây giờ chúng ta sẽ có prismarine shark và prismarine crystal. Trong này không có gì hết hả? Ồ, sao cho cái chết vậy mà không có gì hết trơn là sao? Không có cá luôn. Có cá không? Ở ngoài biển phải có cá chứ. Ngoài biển không có cá là sao? Không lẽ tôi phải quay về lấy cá nữa? Ôi, dưới nước không có con cá nào hết trơn hết á. Không, không thể nào chịu nổi. Không thể nào chấp nhận được. Và ở trên đây chúng ta có một cái bàn cường hóa. Ở trên kia chúng ta có gì vậy? Có chỗ ngủ thôi. Chúng ta leo lên trển coi phải không? Đúng rồi, có 4 cái giường để ngủ. Và trong 4 cái giường đó có gì không? Ui da, cái gì vậy? Gì vậy? Vừa bấm cái giường nó cập nhật lên. Và các bạn có thể thấy là cái giường nó đang gom lại gì nè. Vậy là chắc ở trỏng không có gì rồi. Chúng ta thắp sáng lên chơi coi. Ủa, cái này là nó đang ở hướng thắp sáng rồi. Và bên đây chúng ta đánh dấu một cái nữa. Và chỗ này đánh dấu. Sau này chúng ta sẽ quay lại. Những cái chỗ này chúng ta sẽ quay lại lấy. Lại là một con tàu nữa. Và có cái bàn cường hóa. Đanh. Và leo lên. Bây giờ mình sẽ tiến ra ngoài biển. Khu vực biển này có rộng thênh thang hay không? Và có con gì kìa? Đó là con nửa ngựa nửa cá. Rồi chúng ta tiếp tục. Ở đó nó có san hô. Và có được một bầy mực. Rồi bên đây là một bầy mực. Và có một tòa tháp. Và bên đây đó là cái gì? Nhìn zoom lên. Ồ, tại sao công trình đó kỳ cục vậy? Công trình đó hơi kỳ vậy đó nha. Và tòa tháp này chúng ta sẽ có cái tầng bắt đầu là tầng nào? Tầng ở đó. Rồi để mình đánh dấu luôn tòa tháp. Chúng ta có thể đánh cái tháp này khi mà chúng ta cần đồ. Và giờ là đi khám phá trước đã, rồi đánh tháp sau. Bữa giờ đánh tháp cũng nhiều rồi. Giờ đánh dấu bang. Giờ bên dưới này là cái chỗ mà mình muốn xuống. Nhưng mà mình không có cá. Hay vô cái tháp kiếm cá ta? Trong tháp đó có cá không? Ê, lại nữa. Không, đừng có làm mê hoặc. Ôi, nó đang mê hoặc mình. Nó đâu? Nó mê hoặc mình rồi nó đâu? Nó hút mình qua đây rồi nó đâu? Hả? Nàng tiên cá. Và con thùng luôn kia. Ôi, có con thùng luôn nữa kìa. À, vô mánh rồi. Có con thùng luồn nữa. Nhưng mà nguy hiểm quá. Chúng ta không thấy được con thùng luồn. Không, con thùng luồn. À, nó cạp con thùng luồn, nó cạp tôi. Không, đâu rồi con thùng luồn? Ây da, nó cạp kìa. Con thùng luồn nó đang cạp. Ủa xong rồi hả? Ủa kỳ vậy? Tao thấy cạp ghê gớm lắm mà. Hả? Làm giật cả mình. Con thùng luồn nó đang cạp mình. Và còn nàng tiên cá không? Chúng ta qua kiểm tra coi. Nãy thấy hai nàng tiên cá lận mà. Ủa? Hết rồi. Kỳ vậy. Nàng tiên cá kỳ vậy. Và để mình sửa chữa thân thể một cái. Đau đớn quá các bạn ơi. Bị nó cạp rất là đau luôn á. Giờ chúng ta sửa chữa lại. Và thêm một phát nữa đôi chân. Rồi ta... Ủa? Chết chưa? Cái túi ngủ đâu? Không! Chết rồi. Bỏ đâu rồi? Con chim ở đây. Ê. Chim phản chủ. Con chim nó phản chủ rồi các bạn ơi. Nghĩ sao nó bay đi mất rồi. Nữa. Phản chủ vừa thôi nha. Ê, phản chủ vừa thôi à. Phản chủ nữa là cho cưng đi chỗ khác chơi đó nha. Đừng có giỡn với tôi à. Và chúng ta có gì ở bên đây? Đây là một cái thuyền nữa. Lại là một cái thuyền. Và chúng ta vô trong cái thuyền này. Xuống đây. đi vô con đường này và vô. Có một em dân làng. Em dân làng bán cái gì? Em dân làng bán đồ cũng rất là bình thường như bao người khác. Giờ chúng ta đi xuống bên dưới này coi. Và có cây đuốc kìa. Tại sao có tiếng zombie? Uh-oh. Zombie. Zombie nó dịch chuyển đi đâu mất rồi? Hả? Nó tàn hình. Tàn hình. Ở đó. Ôi, tôi thương mấy em dân làng này quá. Ôi, nhìn thấy vậy là rất rất thương các bạn dân làng ở đây luôn. Các bạn dân làng đã cho mình 4 con cá. Mình chỉ cần 4 con cá thôi. Chúng ta không có cần nhiều lắm đâu. Cần 4 con cá là vừa. Và chúng ta có thể làm được một cái bình để có thể thở ở dưới nước. À, phải cái bình. Một cái bao bồ để có thể thở được ở dưới nước. Và mau chóng chế tạo. Đây là cái sợi dây chuyền. Công thức của sợi dây chuyền. Và có cái gì đó nữa vậy? Có con gì kìa? Ôi, con gì ghê vậy? Chúng ta phải bảo vệ những em dân làng. Và đôi giày sắp đi rồi. Chuẩn bị đổi sang bộ đồ khác. Tiếng gì đó? Tiếng gì đó? Hả? Tiếng gì đó? Có tiếng gì? Và chúng ta ra đây để có thể dơ cung lên, dơ nỏ lên và bắt đầu nã. Nã pháo xuống. Nã nó. Xả. Ý, trúng không? Và sao mấy con này muốn gì hả? Mấy con này muốn gì đây? Đi chỗ khác mà chơi. Đừng có ở đây mà kiếm chuyện với tôi. Kiếm chuyện là tôi xử đó. Mấy cái con này là mấy con cá hay là mấy con nòng nọc vậy? Nhìn giống nòng nọc quá. Ủa, bên dưới. Xem nữa chặt lộn. Có vụ mà chặt lộn nữa. Rồi để mình uống miếng nước vô. Chúng ta sẽ lấy tinh thần trước đã. Xuống. Quất. Xử nó. Chơi nó. Chơi nó luôn. Nó dám chơi mình là mình chơi nó luôn. Mình không có sợ gì hết á. Chơi nó. Ui da. Con cá này ghê quá. Nó có cái gì kìa các bạn. Nó có cái gì, quần sáng gì đó ghê quá vậy. Hả? Nó có cái gì vậy sao mà chặt không trúng gì hết trơn vậy? Hả? Chặt phải trúng chứ. Chặt không trúng gì hết trơn. Chơi gì? Ây da. Con gì nữa vậy? Những cái con baby này mà cắn ghê vậy. Này là cá hả? Cá nè. Cá gì ghê vậy? Cá đâu? Cá đâu? Lên đây. Còn cái hàm răng của nó kìa. Cái hàm răng của nó thật là ghê rợn. Dài thấy ghê luôn. Và bên dưới đó nó có những cái con gì đó. Chúng ta vừa im lặng. Tại vì mình vừa phát hiện ra một thứ. Các bạn có biết đó là gì hay không? Đó là hang ổ của một con rồng. Nó đang ngủ say ở bên trong đó. Chúng ta sẽ cần phải có một cái gì đó để có thể đập cái chỗ đó ra được yên bình hơn chút xíu. Mình coi coi. Ê, có cục sắt kìa. Đã nha. Và sao lên đây? Lên được rồi. Giờ vô xuống đây một cái. Mấy em này không có chỗ ngủ hả? Ôi, chơi ác vậy. Mấy em này là dứt khoát không cần ngủ. Cái này không có cần gì hết trơn hết á. Và chúng ta sẽ cần phải có chỗ ngủ một cái. Không ngủ thì mấy cái con cá này nó cắn mình nữa. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy cá đang xoay kìa. Ghê không? Nó xoay ghê thiệt luôn á. Như vậy là ta sẽ cần phải đánh dấu chỗ này một phát. Mở lên, đánh dấu. Đây là hang ổ của một con rồng. Và đánh cái dấu này. Đây Dragon Nest. Nữa. Muốn gì? Muốn gì? Muốn gì thì cứ lại đây. Tôi chơi hết. Và muốn gì? Ui da. Ủa? Ê, con chim. Con chim gì vậy? Con chim bồ nông hả? Con chim gì ghê vậy? À, chúng ta rớt xuống biển rồi. Rớt xuống biển là vô chơi với cá. Cứ ở trên thì chơi với chim, ở dưới là chơi với cá. Đi ra chỗ khác. Đi ra chỗ khác. Đi ra. Nó là không có muốn chơi mà mấy đứa làm vậy hoài. Rồi tới nữa kìa, Vô đây, vô đây. Sao mà giỡn được? Bây giờ có con ốc mượn hồn nữa nè. Đó, các bạn thấy không? Nó chuẩn bị nó hút mình vô này nha. Ốc mượn hồn. Ốc mượn hồn, ốc nè. Ốc không? Ui da, con gì đấy vậy? À, con cá đuối. Ôi, con cá đuối. À, nó chưởng tùm lum hết. Và mấy con này nữa. Đi ra cho tôi. Và như các bạn đang thấy thì chúng ta không có bị mất cái oxygen đi. Và nó chưởng nhau chết nữa kìa. Ghê vậy. Nó chưởng nhau chết chứ mình đâu có làm gì đâu. Và chặt nó, đúng rồi, chặt nó. Ui, cá đuối nó đang chưởng kìa. Và chưởng nè. Bây giờ chúng ta đang lụm được cái gì đây? Chúng ta đang lụm được rất nhiều đồ. Là bao gồm cá rồi gì đó. Thôi để quay về cái tàu khuyến mãi cho mấy em dân làng. Tàu đâu rồi? Ê, có một cái tàu thành nữa kìa. Tàu thành bay trên không. Và chặt cho một cái, hai cái. Giỡn hả chim? Chim này nó cũng giỡn lắm. Và cái con này của mình phải không vậy? Tới bây giờ nó mới xuất hiện. Ôi ơi, nó làm gì vậy? Nó kẹp con chim kia. Ây da, nó kẹp con chim kia. Rồi, được rồi. Chúng ta đang ở đâu rồi? Để định hình lại cái coi. Hết biết mình đang ở đâu rồi. Giờ mình sẽ cần phải mở bản đồ lên. Và chúng ta đi qua bên đây. Ở bên đây có tòa thành nữa. Thì trong đó nó sẽ có đồ nữa. Nhưng mà để mình quay về đây một cái. Và cái con chim đó nữa kìa. Chim đó. Ôi đây. Chim. Ui da. Chim chặt không trúng. Ủa chặt không trúng là sao? Tại sao không có thể nào chiến đấu được trên con chim này? Chim kỳ vậy. Không cho chiến đấu là sao? Thôi để mình qua đây một cái. Mình thả con chim xuống. Và cái con kia đâu rồi? Con chim bự ở đâu rồi? Không thấy nữa. Bây giờ chúng ta có thể khuyến mãi cho mấy em dân làng mấy cái đồ mình không có xài tới. Ví dụ như là obsidian rồi gì này nọ. Đây là cây gì vậy? Cây này có flinging hả? Bỏ luôn, không cần xài. Đây là sea serpent fan. Để làm được mũi tên. Ghê vậy. Cái shiny scale này chúng ta có thể kết hợp với lại những cái scale con sea serpent. Là ta làm được một bộ áo giáp. Và nó có mấy màu lận á. Thì cái áo giáp này là nó sẽ cần kết hợp giữa cái dãy của người cá, của nàng tiên cá. Và bên đó coi bộ đông rồi nha. Làm sao tôi xuống dưới đó đây? Rồi đi chim thôi. Chim ơi chim. Ủa chim đâu rồi? Chim bay đâu mất rồi? Nó vẫn còn sống. Bấm teleport cái nó bay đâu mất rồi ta. Mấy cái con của bên Lycanite Mob này nhiều khi nó như vậy á. Đó nó bay đâu mất rồi kìa. Mình vẫn còn đang nghe tiếng của nó. Ê, giục cái kiếm ra. Đang nghe tiếng nhưng mà không thấy con chim đâu hết. Chim ơi chim đâu rồi? Không thấy chim đâu luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cần phải triệu hồi con chim lại một cái. Nó không chịu tới chỗ mình. Thôi chúng ta đi luôn. Ở đây chúng ta đi qua mấy em này một cái. Hy vọng là nó không phát hiện ra mình. Chúng ta hãy mau chóng vô xử mấy em bên đây. Và có được con cá gì vậy? Puffer fish. Giờ tới lượt con cá đuối. Con này là cá đuối. Và xử nó luôn. Ở đây là nó có nhiều mấy cái nữa hả? Ở đó là nó có nhiều mấy cái khoáng sản lắm. Chúng ta sẽ quay lại lấy luôn. Nhưng mà bây giờ người cá đang yêu mình. Lại đây. Đâu. Ủa da, người cá chưa cắn mà mấy con khác nó cắn tùm lum hết trơn hết đó. Nè, người cá nè. Đó, nàng tiên cá thấy không? Nàng tiên cá mà nhe cái răng thấy ghê không? Nàng tiên cá gì ghê vậy? Nàng tiên cá này không có cứu thủy thủ mà toàn là mê hoặc thủy thủ không à. Đâu rồi, chúng ta có gì đây? Mất đôi dài rồi. Đôi dài bay mất trơn. Wow. Đôi giày này xịn nha các bạn. Silver boot có feather falling là xịn luôn á. Tuyệt vời. Và tòa tháp này là tòa tháp hồi nãy. Không có gì lạ. Cái đó thì có thể xử lý được. Dính cái này rồi. Thôi để đập ra một cái. Và chúng ta sẽ có được thêm mấy con cá nữa. Cá thì lát nữa bỏ đi. Không có cần xài đâu. Bây giờ tụi nó đang bảo vệ ghê quá. Có con cua kìa phải không? Cua hoàng đế. Con này bự lắm nha, cua hoàng đế nha, càng ăn là cả ký luôn á. Vô, đứng lại. Cua hoàng đế. Này thì cua hoàng đế hả? Và nó có gì không? Nó có kinh nghiệm thôi à, mình thấy nó rớt càng hay rớt cái gì ra á. Để mình lên trên cái. Chúng ta lên trên và uống miếng nước. Bây giờ ta bắt đầu nâng thêm attack đi. 25 cấp độ mới nâng được. Giờ để sửa chữa thân thể lại một cái. Phải sửa chữa thân thể lại. Ta chuẩn bị một cuộc chiến với một con rồng. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Con rồng đó nó rất là dữ. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị tâm lý. Hít thở thật sâu. Lọc nước. Và ta đã sẵn sàng. Xong vô. Điều đầu tiên ta cần làm là đập cái này ra trước đã. Và đúng. Ủa chưa? Chưa. Bình tĩnh. Và dày quá vậy? Hả? Sao mà cái này nó dày vậy? Đây là hang rồng mà. Ôi gì, đừng nói là không có con rồng trỏng nha. Đừng nói đây là một cái meteor hay là một cái khối thiên thạch giống như ở trong Apply Energetic nha. Ở đây không có Apply Energetic cho nên mọi người đừng lo về điều đó. Và tới rồi. Ây da, hắc long. Cứu tôi với. Nó cắn tôi kìa. Giỡn mặt hả? Vô hang rồi. Vô hang của anh Đại rồi. Anh Đại kìa. Bao chặt nó. Ơi nó cắn mình, nó cạp mình. Ủa, mình đâu rồi? Nó cắn ghê quá, nó cắn quá. Nó cắn mình. Và có con Shamer nữa. Đúng rồi, xử mấy con Shamer giùm đi. Anh Đại ơi. Anh Đại. Anh Đại đâu rồi? Rồi xong chết luôn. Anh Đại ghê quá các bạn ơi. Thật là khủng khiếp. Anh Đại làm ghê quá. Mình mất cái nón rồi, bởi vậy mình hơi yếu. Chắc mình phải chạy về làm cái nón thiệt nhanh rồi mình quay lại bên đó. Sau khi suy nghĩ thì mình quất luôn một bộ cho nó trọn vẹn và tháo này xuống. Chúng ta đem hai món này lên. Chỉ có cái quần này là nó có cái temperature adjust nè. Như vậy là mình sẽ cần phải gắn vô thêm một cái nữa. Và ta bắt đầu lấy chỉ. Cần rất nhiều chỉ nha. Với lại cần slam ball. Và tới đây chúng ta sẽ coi công thức của nó. Nó là liner. Đây. Lining liner. Nó là liner. Như vậy là nó sẽ cần phải có công thức này trước. Và ta cần có pack ice. Pack ice được làm từ mấy cục nước đá thông thường. Và bên đây, cái này nó làm từ magma block. Thì cái này không khó. Giờ khi chúng ta kết hợp vô, đây là Aussie chest plate. Giờ chúng ta phải làm cái cool liner trước. Thì công thức cool liner. Như vậy là cái này ta cần phải có 8 cục. 8 cục là ta phải đi đập. Rồi bên dưới này ta cần có magma block. Thì magma shark ta cần có 4. 4 là chuyển thành 8 rồi đó. Giờ ta chuyển cái này trước. Giờ ta chuyển cái này. Thì công thức của nó sẽ cần có 4 3, 4. Và đây là hitting goo. Được 8 cái. 8 cái. Rồi ta làm cái warm liner. Thì cần có cái này trước. Và bùm. Đây là 8 cái. Warm liner. Và chúng ta đã có được cái warm rồi đó. Cái này chúng ta có thể bận lên. Và cái hay không. Cái này chúng ta có thể kết hợp chứ không phải bận lên. Ta có thể kết hợp. Nhưng mà nó chỉ là giữ ấm thôi. Mình sẽ cần phải có giữ lạnh. Là giúp chúng ta không bị nóng. Thì chúng ta ra đập mấy cục nước đá ngoài kia. Ngoài đó nó có pack ice. Nhưng mà không có siêu touch. Thì làm sao lấy pack ice đây? Pack ice. Công thức của nó có thể nào làm được từ công thức khác hay không? Làm từ con cá này. Con cá này là bị đóng băng rồi. Nó mới có pack ice thôi. Giờ có nguyên khu này. Ủa chúng ta đang có cái sợi dây chuyền á. Bởi vậy mình đi nhanh quá. Mình tưởng ủa sao giống như mình đang phi thân trên mặt nước vậy đó. Bây giờ không thấy. Làm sao đập được. Tất nhiên phải có siêu thích. Và mình chỉ đập những cục nước đá. Đập nước đá như vậy cũng không được. Và đó có nước đá rồi kìa. Bây giờ chúng ta chỉ đập nước đá đúng cái loại nước đá thôi. Sao nó chảy nước tùm lum vậy? Thiệt tình đừng có chảy nước tùm lum như vậy. Tôi khó xử lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải tìm nước đá thông thường. Đây rồi. Đây là nước đá thông thường để chúng ta kiếm mấy cục nước đá nhỏ nhỏ nè. Khi có mấy cục này chúng ta mới làm cái cool liner được. Và mình sẽ cần có 4 cục pack ice. Như vậy là cần phải có 36 cái cục nhỏ nhỏ này. Vậy là chúng ta bắt đầu tìm mấy cục nhỏ nhỏ đó là vừa rồi đó. 36 cục nha. Mình đã có được 36 cục nước đá nhỏ. Để chúng ta có thể làm được 4 cục pack ice. Và ta làm công thức pack ice để lên. Như vậy là chúng ta sẽ có 8 cái cooling goo. Và 8 cái cooling goo này chúng ta làm công thức của cái liner. Và đây là cool liner. Giờ nó sẽ cần có cool liner material trước. Và nó còn thiếu chỉ. Nhưng mà chúng ta có được lông cù. Ta chuyển lông cù qua. Có thêm. Và như vậy là 6, 5 không đủ. Ta phải chuyển thêm mớ nữa. Chuyển qua một cái. Rồi làm công thức này. Công thức này chọn vô. Pen. Được 6. Ủa còn thiếu 2. Chưa đủ. Giờ phải làm thêm nữa. Phải có thêm nữa thôi. Giờ cái này công thức này đây. Bấm công thức này qua. Và làm được cái áo. Tại vì cái này làm là cái áo luôn. Lần này là chơi cái áo Aussie. Và lấy cái này xuống. Chúng ta sẽ kết hợp với lại cái áo rồng. Như vậy là nó sẽ có được cái phần temperature. Wow. Nhìn lại thấy cái áo này là masterful luôn nha. Dữ nha. Và có cái này cần phải sửa nè. để mình bận cái áo lên, rồi mình sửa cái quần lại một cái. Muốn sửa cái quần thì cần phải có Dragon Scale. Chúng ta có cầm Dragon Scale theo rồi, bỏ vô. Ủa phải bỏ bên đây, lộn. Bỏ bên này nè, để chúng ta có thể chuyển. Và Armor Toughness cộng 1. Tốt. Rồi mọi thứ đã sẵn sàng. Bây giờ cất mấy thứ này vô. Hết chỗ chứa chỉ hả? Chỉ chất cái này chứ. Và bây giờ mình sẽ cần phải quất cái này vô một cái. Nó cho chúng ta có được thêm những cái absorption. Và mình còn cái medkit. Giờ mọi người đã sẵn sàng chưa? Ta sẽ chiến đấu với con rồng lửa một lần nữa. Và quay về bển. Nó đâu? À, cái gì vậy? Ôi cái gì vậy? Ôi ơi tôi đang ở đâu? Hả? Tôi đang ở đâu? Hả? À, cái gì vậy? Ơi, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? À, cái gì mà giật lắc khủng khiếp vậy? Hả? Ôi, làm sao mà nó có thể phá hủy được cái đó được? Không thể nào tin được, không thể nào tin được. Nó không thể nào nó phá hủy được. Chuyện này là chuyện không thể. Làm sao nó phá hủy được bức tường? Làm có chuyện nó phá hủy được bức tường chứ. Mình không tin có chuyện đó. Làm sao mà nó có thể làm được như vậy? Con rồng đâu? Con rồng. Ta chặt con rồng thôi. Và chặt, đúng rồi. Hay quá, hình như là được. Ôi, con rồng nó bự tới mức mà nó phá hủy cái nhà của nó luôn. Nó đang bay lên kìa, thôi chúng ta hãy mau chóng. Ui da. Rồi nó xuống nó cạp mình. Nó cạp mình, nó quăng mình ra luôn rồi. Rồi thêm mấy con cá nữa đi ra chỗ khác. Cá gì mà cá. Giờ mực cưng muốn gì? Ôi, nó phá hủy luôn. Nó giống như Ender Dragon vậy đó. Nó phá hủy luôn với ghê. Thế là chúng ta có đem theo được cái bình hồi máu để mình xài bình bên kia. À, nó đang bơi lên kìa. Ê, đi ra chỗ người ta đang đánh rồng mà mấy đứa là dung dế thôi, đâu có phải là cái gì đâu mà làm ghê vậy. Giờ rồng thôi, quất rồng. Lấy ỷ thiên kiếm 50 cm nè, đó chặt vô. Ơi nó đâu, sao nó biến mất là sao? Nó giỡn với mình hả? Nó chơi mà nó biến mất là sao? Nó đang làm gì vậy? Chúng ta sẽ cần phải sửa chữa thân thể một cái, tại vì mình bị weakness rồi, mình đánh nó yếu và họ bị weakness 1 phút không được rồi. Cái weakness đó là do con rồng nó gây ra đó, cái tiếng gầm rú của nó đó, cái lồng hóng á. Và mau chặt nó đâu rồi? Nó đang cạp mình hả? Ôi nó đang cạp mình rồi. Và mình không biết là mình có thể gây sát thương được hay không nữa, mình chỉ chặt thôi. Mình đang cố gắng chặt trong vô vọng. Chúng ta đang bị nó ngậm trong miệng. Ui da. Rồi chặt trúng rồi nè, hình như là chặt trúng rồi đó. Và thấy là có cái sát thương lên. Xong chưa? Chưa xong. Cuộc chiến chưa ngã ngủ. Tưởng ngã ngủ tại không thấy nó kêu nữa. Tính dừng tay rồi đó, nhưng mà thôi, ta cần phải bơi xuống. À, bơi xuống. Cho em bơi xuống chút anh ơi. Anh làm ghê quá. Con rồng này là không phải con rồng bình thường như những cái con kia nha các bạn. Những cái con mà chúng ta gặp ở trên đường hay trong rừng này nọ đó là mấy cái con mà cấp độ 3 tầm thường thôi. Con này là cấp độ 4, độ 5 gì rồi, cho nên nó mạnh lắm. Thì chặt thì có một giọt gì không? Kháng cái gì ghê vậy hả? Có thể là do chúng ta chặt dữ quá. Ui da. Và nó đâu? Không thấy nó nữa. Chúng ta chặt được bao nhiêu máu? Mấy %? Dòm thử coi. Sao khó dòm quá vậy? Mấy %? Đó có % kìa. Đây là đuổi hình bắt chữ hả? Không thấy được luôn á. Thôi để mình chui xuống một cái. Ui. Tìm đường trốn xuống. Để chúng ta có thể hồi máu lại một phát. Ui da. Như vậy. Và chúng ta diệt rồng kiểu này là không ổn. Rồi chơi cái này đi. Cái này có lý hơn nè các bạn ơi. Bắn kiểu này được rồi nha. Nó phà lửa. Khủng khiếp chưa? Cái con rồng này. Đây là con rồng đen. Tới thời tối có bầy chim nữa. Chim chóc gì tránh ra. Trời ơi chim chóc gì giờ này nữa. Rồng tụi bay không sợ hay sao? Vui vô đây chim chóc gì. Và ai da, sao nó cứ nổi lên hoài ta? Mình muốn mình chìm xuống mà sao mình cứ nổi lên hoài à? Đừng có nổi lên cưng ơi. Ơi như nó hút mình lên á. Ủa sao chúng ta bị lạnh? Tại sao chúng ta lại bị lạnh? Chúng ta có bộ đồ này rồi mà. Chắc là ngâm mình lâu quá. Thời tiết vô mùa thu mùa đông gì rồi, cho nên chúng ta bị lạnh. Và chúng ta đã giành chiến thắng. Chúng ta là người đã giành chiến thắng trong cái trận đấu này. Đã quá. Giờ ăn cái này đi. Ăn cái này hồi máu cho nhanh. Ăn cái này lên một phát máu liền một khúc luôn á. Và nó đã bị hạ gục. Giờ khắc chiến thắng đã tới. Đây là giờ phút huy hoàng. Ta hãy chụp tấm hình lưu niệm cái coi. Thấy em nằm mà banh càng ra kìa, thấy không? Và có tim rồng hay cái lỗ, không phải tim rồng xưa rồi, có trứng rồng hay không? Hãy cùng nhau bấm. Đâu đâu, để có gì đây trước vậy? Có cá. Cá xi nhê gì. Rồi bấm. Kinh nghiệm. Đang bấm. Cực lực luôn. Con rồng này chắc nhiều dãy lắm nè. Rồi và đâu? Đâu? Hả? Đừng nói bấm được nha. Chiến xong bấm không được là khóc hận đó. Đừng có đùa với tôi à. Đó, có vảy rồng rồi kìa các bạn ơi. Đó. À, nó đi rồi. Trứng rồng. Yeah. Nhưng mà tại sao rồng đen lại rớt ra trứng màu xanh? Kỳ vậy hả? Điều đó là điều không thể nào tin được. Rồng đen mà rớt ra trứng xanh. Vậy là con rồng nó bị gì? Đi ra chỗ khác coi mấy con cá này. Chỗ người ta đang làm việc mà người ta đã không có muốn làm gì mấy đứa. Ấy da, nó cạp tôi kìa. Con cá con gì đó. Đi ra. Rồi rớt xuống đó mà chết đi. Cái xác con rồng rớt xuống dưới rồi. Giờ cái xương con rồng đó thì chúng ta cũng không cần lấy nữa. Để mình coi chúng ta có cái gì. Có cái chest bên dưới không? Hình như là không có chest thì phải. Và có emerald kìa các bạn. Vô đây. Cá nè. Cá gì nữa? Ui da. Cái con này muốn chết hả? Đó mà bye. Nó bye hay thiệt. Nó bay tùm lum hết. Gì creeper nữa. Rồi creeper, skeleton, creeper. Vô đây. Đó mà thổi kèn hả mấy cưng. Cái cưng này nữa. Rồi chúng ta xử lý hết rồi. Và mau chóng. Chúng ta khuyến mãi vô. Rồi mình sẽ đặt mấy cây đuốc xuống. Chống quái. Rồi con gì vậy? Có con gì đó. Nó vừa hiện cái tên lên ghê gớm vậy. Zombie hả? Đâu rồi? Zombie tàng hình chăng? Rồi chúng ta xử mấy con cua. Con gì luôn. Đâu rồi? Ấy da. Con gì nó quánh vậy? Con gì tàng hình à, đúng không? Nó có con gì đó nó tàng hình. Đó, có con zombie kìa. Nó mới tàng hình xong. Ê, rớt kiếm. Chơi kỳ vậy? Chơi rớt kiếm nữa. Ui da. Rồi đi ra. Cái kiếm đâu? Cái kiếm của tôi. Ôi cái kiếm. Rớt kiếm à. Thiệt tình luôn. Mình sẽ quay trở lại đẳng. Và chúng ta hãy sử dụng cái này một cái. Rồi ta mau bật bao bồ lên lại. Bao bồ đã có hết chưa? Sẵn sàng ra quất. Con gì hả? Con gì cũng quất hết á. Vô đây chơi hết. Chấp hết luôn. Xong chưa mấy đứa? Ở đây có cái con. À, đừng có rớt kiếm ra nữa nha. Tôi không có đồng ý cái chuyện rớt kiếm nha. Rớt kiếm là không chơi đó. Chơi một mình đi. Và chúng ta có được một con say ở bên kia. Này con say của người ta. À, con say nó cũng mạnh lắm á. Nó không phải giỡn được đâu. Đừng có giỡn với con say. Chết với nó luôn á. Và chúng ta có ở đây là đồ của mấy cái con quái bình thường thôi. Tầm thường. Và bên này có gì vậy? Hết sát. Xung quanh đây có rất nhiều emerald. Rồi có kim cương không? Có. Tất nhiên là phải có kim cương. Và lên đây coi thử. Trên này có mấy chỗ để chúng ta có thể cất đồ được á. Và có con gì đang chơi trò chơi phải không? Đâu rồi? À, nó nè. Chơi trò chơi. Thích chơi trò chơi đúng không? Chơi trò chơi thì vô đây. Giờ là một thời khắc quan trọng. Chúng ta hãy bấm cái xác của con rồng để lấy xương. Và cái xương này nó đưa ra được con rồng cấp độ mấy? Đây là con rồng. Ghê không? Stay file luôn kìa. Và con rồng ở đây là cấp độ 5. Thì nó có thể phá vỡ được cái tổ này. Nó thoát ra bên ngoài. Nó ở đây nó chỉ ngủ thôi. Tại vì nó phát hiện là có mình tới cho nên nó mới chơi mình. Và bây giờ để mình coi thử coi. Xung quanh đây không có cái chest nào nữa hả? Có thể là có cái chest ở bên đây. Nhưng mà nó thức dậy cái nó đập bể hết trơn rồi. Chúng ta có con cua kìa. Vô chặt con cua cái chơi coi. Chặt cho nó thú vị. Và qua bên này. À, cho tôi vô một cái. Ở trong đây chúng ta có một cái hang động. Và bên dưới đó là có nham thạch. Đi tham quan thôi. Có vàng ở đây. Bữa giờ là không có đi đào luôn á. Đồ mình đang có là toàn đi farm không à. Quá dữ luôn á. Bây giờ chúng ta có 8 khúc xương rồng. Bên đây cũng 8 khúc xương rồng. Nhưng không có thể nào stack lại được. Thêm 3 khúc xương này nữa. Cái này không đội lên được. Phải đội lên được nó mới thú vị ha. Giờ mình sẽ cần phải lưu lại chỗ này thêm một cái nữa. Chúng ta lưu chưa ta? Ta lưu ở đây chưa có lưu. Ở đây là hang rồng. Sau này chúng ta sẽ quay lại để mình có thể gom hết tất cả những cái phần vàng rồi những cái phần gì gì đó ở đây nữa. Và đây là cái nest, chúng ta gõ vô. Và nếu bạn cảm thấy khu vực này kiếm những cái tài nguyên khó khăn quá, mà khi bạn đã có được cái Dragon Eyes hay là mắt rồng á, lông nhãn á, thì chúng ta có thể sử dụng một cái tính năng của nó. Mặc định là bấm chữ B phở là chúng ta có thể tìm được ở chỗ nào nó sẽ có than. Bấm cái nữa, chỗ nào nó sẽ có sắt. Ở đây chúng ta sẽ cần phải né mấy con nó ra một cái. Và nó vừa phát tín hiệu các bạn thấy không? Đó, nó vừa phát tín hiệu đó. Ở đó có sắt. Và ta bấm một cái nữa. Bây giờ mình cần tìm lapis. Thì ở đâu có lapis? Trước mắt chúng ta có thể thấy được lapis, nhưng mà nó sẽ tìm. Và chúng ta đi vòng vòng xung quanh đây. Đó, nó chỉ kìa. Nó vừa có cái giống như là cái nhịp đập, cái tim con rồng vậy đó. Và chúng ta bấm tiếp cái nữa. Và ở đây có vàng. Để mình đào lên thử rồi phải có vàng không nha. Có liền, chính xác. Mà cái tính năng này bữa giờ chưa có xài. Tại vì bữa giờ là đi farm thôi. Vô quất hết. Thấy con gì quất con đó à. Đâu có cần phải ngần ngại gì. Giờ chúng ta có thể bấm B tiếp để tìm kim cương. Và kim cương, đó, kim cương. Kim cương đây. Trên mặt đất có kim cương. Rồi một vài chỗ nữa cũng có kim cương. Để mở này lên. Ủa, nãy chưa lụm cái kia hả? À, không sao. Tại tưởng lụm rồi nên cất. Giờ mình có thể bấm cái nữa. Nó sẽ có được redstone, rồi emerald, rồi court. Và treasure. Treasure là những cái kho báu hay là những cái chest á. Rồi chúng ta có thể bấm cái này. Chúng ta tắt. Giờ mình không cần phải tìm nữa. Cho nên chúng ta tắt. Và cái con ốc mượn hồn này, người ta đang đi rồi còn kéo xuống đây làm gì nữa. Đi ra chỗ khác chơi. Ốc mượn hồn gì chứ hả? Xuống mấy chỗ này làm gì? Và có cái con này. Đi ra chỗ khác. Đi ra. Tôi nói đi ra. Đi ra. Có gây sự. Lunar ru hả? Lunar nè. Nó cắn mình kìa. Mà sao nó dai dữ vậy ta? Con này nó dai hơn mọi bữa nhiều lắm nha. Cái loại này hình như nó dai. Dai thiệt đó chứ. Và để chặt nó thêm cái nữa coi. Ôi, nó không xi nhê luôn. Không xi nhê. Xi nhê chưa? Hả? Xi nhê không? Sao kỳ vậy? Ủa sao không xi nhê vậy trơn vậy? Hả? Ủa sao nó không xi nhê vậy trơn vậy? Chặt thấy lên nhiều tim lắm mà. Tại sao không có chết là sao? Con này còn dai dữ vậy? Ôi da, ôi da, ôi da. Đi ra. Thiệt để mình ăn cái coi. Ăn xong rồi vô xử tiếp. Đúng rồi. Úi da, có con creeper nó vừa phát nổ. Và xong rồi đó. Con creeper nó vừa phát nổ. Và chúng ta vừa hạ gục nó. Nó có được một cái Shadow Soul Stone luôn. Sử dụng nó để có thể thả được một cái vật gì đó ở trong đó ra. Ghê lắm, ghê lắm. Cứ để dành từ từ. Giờ để mình cất mấy này vô một cái. Chúng ta có cái tai của nó. Cái tai nó là thôi khỏi đi. Ở đây chúng ta có mấy cái đồ này nữa. Cất vô luôn. Và có nước không? Để có nước uống. Uống xong đi ra ngoài. Ra ngoài đó. Hôm nay là dự tính đi khám phá ở ngoài biển. Và ai ngờ vô đây thấy ngay một cái hang ổ của con rồng. Đẹp thiệt đẹp luôn. Vô xử liền. Tất nhiên là không thể nào mà bỏ lại được con rồng đó hết. Cái con kia nó đang tìm mình kìa. Lại đây. Ui da. Nó tấn công trước. Và chúng ta được một cái Heart Crystal. Bây giờ cô Tiên đã xuất hiện. Cô Tiên ơi. À, cô Tiên bán cà lem. Và cô Tiên ấy vẫn đang đứng ở tại đây. Để chúng ta có thể tận dụng được sức mạnh của cô Tiên. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay, trên đường đi khám phá ở ngoài biển, chúng ta đã thấy được một cái hang ổ của con rồng. Thì cái hang ổ đó, nó có khả năng xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới này. Khi bạn đi đào dưới lòng đất cũng có thể tìm được cái hang ổ giống như vậy. Và nó sẽ ra những cái con rồng bự hơn là những cái con rồng ở trên mặt đất. Tại con rồng nó già rồi, chắc nó ngủ để nó tiến quá á. Thì trong thời gian giữa hai tập, mình sẽ tiến hành dọn đồ. Những cái gì đáng giá mình sẽ lấy về. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.